Vi Oanh kể về khoảng thời gian sau sinh hai lần suýt bị trầm cảm vì có kẻ xấu chờ chực hãm hại. Đến tận bây giờ, ca sĩ Vi Oanh mới kể về những áp lực khi mang thai con thứ hai. Giọng ca Đồng Xanh cho biết, nếu khoảng thời gian đó bản thân không mạnh mẽ thì đã trầm cảm và vất vả hơn. Mỗi khi được yêu cầu hát bài Những Điều Mẹ Chưa Kể, kể về quá trình mang thai vất vả nhiều lo âu của mẹ bầu, Vi Oanh lại không kìm được xúc động. Ít người biết rằng khi mang thai lần hai, ngoài những vất vả như các mẹ bầu khác, nữ ca sĩ còn phải chịu áp lực về tâm lý. Vi Oanh viết, con gái yêu của mẹ, ngày mang thai con khó khăn gian khổ không kể hết bởi những kẻ xấu chỉ chờ cơ hội để hãm hại. Nếu mẹ không phải là người mạnh mẽ có lẽ cũng đã bị trầm cảm sau sinh. Vứt bỏ con hoặc con sẽ bị ảnh hưởng nặng nề như điều họ muốn. Thế nhưng với mẹ thì chỉ sợ trời hại chứ người thì không bao giờ sợ con nhỉ. Bởi cứ sống đàng hoàng tử tế thì ông trời luôn phù hộ cho gia đình mình con à. Cuối cùng mẹ cũng đã có được con rồi này. Freya Tuệ An ơi, nếu để đổi cả tính mạng của mình để giữ sự bình an cho con, mẹ cũng sẽ làm. Các con bình an nhé, đã có ba mẹ luôn chở che. Vi Oanh suýt bị trầm cảm sau khi sinh con gái. Năm 2017, Vi Oanh từng bị tố giật chồng. Và bé Voi, con trai đầu của Vi Oanh, không phải con ruột của doanh nhân Lê Thiện. Trước thông tin này, Vi Oanh đã gay gắt đáp trả. Cô phủ nhận và thách thức người kia tung bằng chứng. Khi đó, ông xã Vi Oanh cũng lên tiếng bên vực vợ và cho rằng thông tin giật chồng chỉ là đồn nhảm. Vi Oanh đã mạnh mẽ vượt qua tất cả để bảo vệ con. Vi Oanh nhắn nhủ đến hai con, các con bình an nhé, đã có ba mẹ luôn chở che. Khoảnh khắc đáng yêu của con gái Vi Oanh. Hiện tại Vi Oanh vẫn đang có cuộc sống hạnh phúc, bên chồng là doanh nhân. Thủ môn Bùi Tiến Dũng đối diện nguy cơ giải nghệ sớm. Thủ môn Bùi Tiến Dũng có thể giải nghệ sớm nếu không chữa dứt điểm chấn thương ở cổ tay. Một thông tin cực sốc vừa được huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm tiết lộ về lý do thủ thành Bùi Tiến Dũng vẫn chưa bắt một trận đấu nào kể từ lúc chuyển đến câu lạc bộ Hà Nội. Theo đó, Bùi Tiến Dũng đang bị chấn thương ở cổ tay. Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm cho rằng Bùi Tiến Dũng đang gặp chấn thương dai dẳng ở khớp cổ tay. Đây là chấn thương cần khoảng thời gian nhất định mới có thể hồi phục hoàn toàn. Vì thủ môn thường xuyên cản phá bóng nên cổ tay rất dễ bị ảnh hưởng. Theo đó, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm động viên Dũng đừng quá nóng vội trong việc được ra sân, vì trước đây có một thủ môn người Thanh Hóa đồng hương với Bùi Tiến Dũng phải giải nghệ vì khinh suất với chấn thương này. Đây có thể nói là hung tin với những người yêu mến thủ môn Bùi Tiến Dũng. Chấn thương cổ tay với thủ môn người xứ Thanh xuất hiện sau khi trở về từ U23 Việt Nam. Trước đó, Bùi Tiến Dũng bắt đủ cả 3 trận cho U23 Việt Nam ở vòng loại U23 châu Á 2020. Đáng nói, Bùi Tiến Dũng đã có lần thứ hai bị chấn thương ở cổ tay sau khi gia nhập câu lạc bộ Hà Nội. Hồi tháng 2, Bùi Tiến Dũng có màn khởi động không được như ý khi bị chấn thương bàn tay sau cú sút mạnh của Oceni trước cuộc đối đầu với Bangkok. Câu chuyện Bùi Tiến Dũng gặp chấn thương cổ tay, từng có thủ thành phải giải nghệ sớm vì chấn thương tương tự, thực sự gây nên cú sốc cho người hâm mộ. Hiện tại Bùi Tiến Dũng còn quá trẻ và được chờ đợi rất nhiều ở SEA Games 30. Người hâm mộ đang hy vọng Bùi Tiến Dũng sớm vượt qua được những khó khăn để trở lại thi đấu ở V-League. Vì dự bị quá lâu cùng chấn thương có thể ảnh hưởng nhiều đến phong độ của thủ môn này. Cuộc hội ngộ tréo ngoe nhất V-League, Lâm Vĩ Dạ liên tục công kích tình cũ anh Đức trước mặt chồng. Đây là lần đầu tiên bộ ba Hứa Minh Đạt, Lâm Vĩ Dạ, anh Đức cùng xuất hiện làm khách mời trong một chương trình truyền hình. Vì bên vực ông xã mê mẩn các siêu phẩm xuất hiện trong chương trình nên Lâm Vĩ Dạ không tiếc lời, đá đểu người yêu cũ. Mở màn tập 2, Trấn Thành hết sức hào hứng khi chứng kiến vợ chồng Hứa Minh Đạt, Lâm Vĩ Dạ cùng nắm tay ngồi trên ghế cố vấn. Thậm chí cả hai cùng mặc đồ đỏ chuẩn tim đã có chủ, tiếp đó anh Đức là khách mời cùng ngồi với họ. Nhiều khán giả ngỡ ngàng khi chương trình mời hẳn tình cũ của nữ diễn viên ngay lúc có mặt chồng cô. Không chỉ phấn khích vì các cực phẩm đến mức bỏ quên chồng, Lâm Vĩ Dạ còn cho thấy bản lĩnh tranh luận đáng gờm, nhất là với nam ứng viên đầu tiên, người đang quản lý chủ cửa hàng thời trang nữ. Bất chấp Hứa Minh Đạt nhận định chàng trai này chuẩn men, Lâm Vĩ Dạ đã tuyên bố chàng trai bán đồ nữ tiếp xúc nhiều với nữ sẽ là giới tính thứ ba. Thậm chí khi Trấn Thành cho rằng đẹp trai vậy hẳn là độc thân, không như người đã có vợ thường mập, Lâm Vĩ Dạ lập tức phản bác, đâu có, chồng em vẫn ốm. Có anh ăn nhiều anh mập, khiến nam MC chỉ biết câm nín. Chưa hết chỉ vì nhận định, người có gia đình thường nụ cười không tự nhiên, mà anh Đức đã liên tiếp bị Lâm Vĩ Dạ vùi dập, tào lao chồng tôi cười không tươi là do rau da hết rồi, và thậm chí anh còn bị hỏi khó, biết tại sao ngày xưa ế và giờ vẫn ấy không, khiến mọi người chỉ biết bật cười. Ở mỗi câu nói, nữ diễn viên đều dằn mặt anh Đức,
khiến anh dường như trở nên yếu thế hơn khi ngồi cạnh hai vợ chồng Hứa Minh Đạt. Lúc này Trấn Thành ra sức cứu bạn nhưng cũng bị Lâm Vĩ Dạ vùi dập nhiệt tình. Lâm Vĩ Dạ và anh Đức từng hẹn hò với nhau ở thời còn là sinh viên. Đến nay cô đã là vợ Hứa Minh Đạt và có thêm hai cậu con trai. Tuy nhiên mối quan hệ giữa họ khá tốt đẹp và thường xuyên xuất hiện trong các game show vui nhộn. Trường Giang chiều chuộng Nhã Phương đến mức khiến fan ganh tị. Cặp đôi vợ chồng chưa bao giờ hết hot trong showbiz Việt lại khiến dân tình xuýt xoa. Cặp đôi Trường Giang Nhã Phương luôn nhận được sự quan tâm của công chúng. Mới đây Trường Giang đăng ảnh đút cơm cho vợ và chia sẻ: "Vợ mình không chiều, chiều ai bây giờ?" Câu nói nịnh đầm của cây hài này được nhiều khen ngợi, nhất là phái nữ. Trường Giang đăng ảnh đút cơm cho Nhã Phương. Thực tế đây là một tấm hình đã cũ, nhưng vẫn được nam diễn viên chia sẻ lại với một lời nhắn ngủ ngọt ngào. Nhiều người thấy ganh tị với cách chiều chuộng vợ của Trường Giang. Kể từ khi về chung một nhà, vợ chồng Nhã Phương Trường Giang không ngần ngại công khai bày tỏ tình cảm dành cho nhau trên mạng xã hội. Cách cây hài xứ quảng chiều vợ đôi khi còn khiến nhiều người phát ghen và cho rằng anh diễn. Chính Nhã Phương là người tiết lộ bản thân đã bị ông xã chiều hư chỉ sau vài tháng nên duyên vợ chồng. Người đẹp cho biết: "Có ai như chồng tôi không? Từ ngày hai đứa về chung nhà thì mỗi bữa ăn đều do chính tay anh nấu. Riết làm tôi hư luôn và không còn muốn ăn bên ngoài nữa. Vì thấy không đâu ngon bằng anh nấu. Bởi người ta nói đâu có sai. Phụ nữ nếu gặp được người đàn ông tốt thì cả đời chẳng cần phải trưởng thành nữa." Việc thích chiều người tình là thói quen của Trường Giang trước khi kết hôn. Trong thời gian yêu nhau, Trường Giang luôn dành cho Nhã Phương những cử chỉ ngọt ngào như đút đồ ăn, nắm tay khi đi sự kiện, đi chơi. Lúc tham gia chương trình truyền hình, Trường Giang cũng không ngại thể hiện sự ga lăng đối với Nhã Phương. Nhiều người bày tỏ ngưỡng mộ đối với nữ diễn viên tuổi thanh xuân khi cô lấy được người chồng tâm lý. Trong hậu trường, Trường Giang luôn lo lắng từng bữa ăn cho Nhã Phương. Khi quay quảng cáo, Trường Giang cố gắng chỉnh sửa lại trang phục cho bà xã. Không những thế, anh còn ghé sát cổ để dùng miệng cắn một sợi chỉ thừa trên cổ áo của Nhã Phương, mặc dù xung quanh có rất nhiều người. Hình ảnh cặp đôi đi nghỉ ở tuần trăng mật Phú Quốc được cư dân mạng chia sẻ. Đặc biệt hình ảnh Trường Giang cõng Nhã Phương từ thuyền xuống được lan truyền rộng rãi. Nam diễn viên hài xứ quảng luôn ân cần chăm sóc cho người mình thương. Xét giờ cưới, Trường Giang vẫn phục vụ Nhã Phương và các chị em bạn bè hết mực. Danh hài cầm đèn hắt ánh sáng để Nhã Phương chụp ảnh với hội chị em bạn dì trước khi tiệc cưới bắt đầu. Trường Giang thực hiện đúng lời anh đã hứa trong ngày cưới sẽ bảo vệ chăm sóc cho Nhã Phương. Hồi yêu nhau, Trường Giang hay cưng chiều Nhã Phương như thế này. Nhã Phương được Trường Giang chiều hư từ ngày còn yêu đến lúc cưới. Trước mặt mọi người, Trường Giang không ngại cúi gặp người để chỉnh sửa trang phục cho diễn viên tuổi thanh xuân. Trong buổi họp báo ra mắt phim Taxi Em Tên Gì, nữ diễn viên tuổi thanh xuân được nhiều người ngưỡng mộ. Lê Phương ấp mở tiết lộ giới tính của con sắp chào đời. Qua những chia sẻ của Lê Phương, chồng trẻ Trung Kiên rất hạnh phúc khi thấy con qua màn hình siêu âm. Sau khi xác nhận mang thai lần 2, Lê Phương không ngại chia sẻ với người hâm mộ về cuộc sống thường nhật, về những câu chuyện liên quan đến bầu bì. Nhờ thành công của bộ phim Gạo Nếp Gạo Tẻ, nữ diễn viên lại càng nhận được nhiều sự quan tâm hơn từ công chúng. Cách đây vài giờ, Lê Phương đăng tải đoạn trạng thái ngắn ngầm tiết lộ giới tính con sắp chào đời. Nữ diễn viên vui vẻ khoe: "16 tháng 4 2019, lần đầu tiên ba mẹ thấy nét mặt con qua màn hình siêu âm. Ba hạnh phúc, ba thương con vì con giống mẹ." Dù không nói rõ nhưng cư dân mạng dự đoán được giới tính bé thứ hai nhà Lê Phương là con gái. Phải chúc mừng nữ diễn viên khi gia đình sắp có đủ nếp đủ tẻ. Lê Phương tiết lộ giới tính con thứ hai sắp chào đời. Đặc biệt, vợ chồng Lê Phương và hai bên gia đình nội ngoại đều mong chờ đó là một bé gái. Chắc hẳn gia đình nữ diễn viên đang rất hạnh phúc với sự cầu được ước thấy này. Ngoài ra, chi tiết khiến dân tình cảm thấy thích thú chính là biểu cảm hạnh phúc của chồng trẻ Lê Phương. Nữ diễn viên ghi lại khoảnh khắc Trung Kiên ngồi trong ô tô, cầm điện thoại xem màn hình siêu âm với nét mặt rất phấn khích. Trung Kiên xem hình con qua màn hình siêu âm với nét mặt hạnh phúc. Chi tiết nhỏ nhỏ đó cũng đủ chứng minh tình cảm hạnh phúc của Lê Phương và chồng trẻ. Trước đó Lê Phương cũng từng chia sẻ rằng bản thân bối rối khi mang bầu lần hai, nhưng phản ứng của Trung Kiên khiến cô xúc động. Sau Tiên Nga và Gạo Nếp Gạo Tẻ, "Em đã có thành tựu của mình rồi, anh cũng phải có thành tựu của anh chứ," rồi chỉ tay vào bụng vợ, "Con là thành tựu của anh đó." Hiện tại Lê Phương đang mang bầu con thứ hai ở tháng thứ năm, nữ diễn viên kể. Thời gian đầu mang thai nghén khá mệt mỏi, nhưng qua nhanh bởi sự quan tâm chia sẻ tận tình của chồng. Nhờ Trung Kiên mà lần đầu tiên Lê Phương hiểu được chồng ngán thay vợ là như thế nào. Trước đó, nữ diễn viên cũng tiết lộ phản ứng của chồng khi cô xác nhận mang bầu. Hiện tại Lê Phương đang có cuộc sống hạnh phúc khiến bao người mơ ước.
Phương cảm thấy như sự bù đắp, thời gian mang bầu bé cà pháo có khi cả ngày chẳng nói chuyện một câu, cứ quanh quẩn trong phòng với bốn bức tường, còn bây giờ thì trò chuyện cùng bạn bè liên tục, còn lên sẵn kế hoạch du lịch cho tới lúc gần sinh, muốn đi đâu thèm gì, cứ ới lên một tiếng là chồng đáp ứng ngay lập tức. Đêm nào trước khi ngủ, chồng cũng hôn lên bụng vợ cả chục cái. Với Phương, nhất là những ai đã trải qua bế tắc của hôn nhân, có lẽ đều sẽ đồng ý rằng điều may mắn và hạnh phúc nhất của một người phụ nữ đôi khi nó đơn giản lắm. Đó chính là sự yêu thương chân thành của chồng khi vợ đang bầu bì, có khi chỉ là quýnh quán chạy lo cơn thèm giữa đêm của vợ, chấp nhận những giận hờn vô cớ. Mấy điều nhỏ nhặt này chưa hẳn cứ nhiều tiền là có được, Lê Phương hạnh phúc nói. Bạn gái sống chung 7 năm tiết lộ lý do khiến Johnny Chí Nguyễn nhan sắc xuống dốc không phanh. Trước một số kiến thắc mắc tại sao Johnny Chí Nguyễn ngày càng gầy xuống sắc, Nhung Khay tiết lộ do bạn trai một ngày ăn chỉ một bữa. Nhung Khay tiết lộ do Johnny Chí Nguyễn một ngày ăn chỉ một bữa nên nhan sắc mới già nua, thân hình tiều tụy. Ở tuổi 45, nam diễn viên Johnny Chí Nguyễn đã không còn vẻ ngoài lịch lãm, bảnh bao và body đáng ngưỡng mộ như thời xưa nữa. Thay vào đó là hình ảnh già nua, râu ria và cả thân hình tiều tụy. Những hình ảnh mới nhất của anh khiến nhiều khán giả vô cùng thất vọng về một nam thần điện ảnh mà mọi người thường thấy trước đó. Mới đây, bạn gái hiện tại của nam diễn viên dòng máu anh hùng là Nhung Khay đã bất ngờ đăng tải trên trang cá nhân của cô tấm hình mới, cùng những lời giải thích của cô về lý do khiến Johnny Chí Nguyễn xuống cấp nhan sắc và phong độ đến như vậy. Khi được bạn bè hỏi thăm và có ý kiến thắc mắc tại sao Johnny Chí Nguyễn ngày càng gầy xuống sắc, Nhung Khay tiết lộ do bạn trai một ngày ăn chỉ một bữa. Khi mọi người tỏ ra lo lắng về sức khỏe của bạn trai, Nhung Khay nhấn mạnh, không có gì đâu, vì anh ấy thích như vậy thôi, anh Trí là người khi đã quyết định điều gì thì không ai thay đổi được. Đến một thời điểm nếu cần phải thay đổi để làm gì đó, thì anh ấy sẽ thay đổi thôi, đó là lựa chọn của riêng anh Trí, còn sức khỏe thì tôi xin khẳng định là hoàn toàn bình thường. Dẫu có lên tiếng giải thích nhưng với loạt ảnh mới thì nhiều người tỏ ra rất xót xa và tiếc nuối cho nhan sắc của nam thần đình đám trên màn ảnh Việt một thời. Nam diễn viên đẹp trai cực ngầu trong các pha hành động, trong nhiều bộ phim đình đám như Bảy Rồng, Bụi Đời Chợ Lớn, Dòng Máu Anh Hùng, Nụ Hôn Thần Chết, nay lại tiều tụy và già nua đến thế.